Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 6 ngày 6 tháng 4. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh ta trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định. Thành phố Hưng Yên tỷ lệ nhãn đậu quả chiếm 80% diện tích. Ông Trương Đình Long ở xã Lưu Xá nuôi bò sữa cho hiệu quả kinh tế cao. Xã Quảng Châu chưa có nước sạch, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Xã Đoàn Đào điểm sáng trong xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở huyện Phù Cử. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh ta đã đến trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định và tham quan mô hình xử lý rác thải tại huyện Xuân Trường. Tham gia đoàn có các đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham gia đoàn còn có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và 10 huyện thành phố trong tỉnh. Tỉnh Nam Định, địa phương được đánh giá là đi đầu trong triển khai xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Nam Định đã có 200 trên 209 xã và 5 trên 9 huyện hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận về đích nông thôn mới. 4 huyện còn lại sẽ về đích trong năm nay. Ngoài kinh phí hỗ trợ mỗi huyện từ 8 đến 10 tỷ đồng, tỉnh cho cơ chế mỗi huyện xây dựng một khu đô thị đấu giá lấy nguồn xây dựng hạ tầng. Có cơ chế hỗ trợ khuyến khích nhằm tạo ra phong trào thi đua giữa các xóm, các thôn, các xã, tuy nhiên không bắt buộc. Đặc biệt coi trọng nguồn xã hội hóa trong nhân dân, nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn và người con xa xứ. Dựa trên thực tế mỗi địa phương để xây dựng mô hình đặc trưng. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ thêm 20% giá trị bảo hiểm y tế cho người dân, thu hút đầu tư hướng về nông thôn nơi có nhiều lao động, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề cho nhân dân. Riêng vấn đề xử lý môi trường, tích cực tuyên truyền với khẩu hiệu đường thoáng hè thông, sông không có rác, hỗ trợ 50 triệu đồng một lò đốt thu gom đốt rác thải, mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng. Đoàn cũng đi tham quan hoạt động của mô hình đốt rác thải sinh hoạt tự chế tại huyện Xuân Trường. Ngày 6 tháng 4, xã Song Mai, huyện Kim Động tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Song Mai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 37,6 triệu đồng, lao động có việc làm đạt trên 92%, hộ nghèo giảm còn 2,84%. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư khang trang. Từ năm 2011 đến năm 2017, xã Song Mai đầu tư gần 14 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hơn 8 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sôi nổi, công tác giáo dục được chăm lo, quốc phòng an ninh đảm bảo, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng cao, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Quang trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Song Mai, đồng thời biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Song Mai đã năng động, sáng tạo, đoàn kết, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới. Đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhân dân xã không bằng lòng với những kết quả đã đạt được mà cần tiếp tục phấn đấu, nâng cao hơn nữa chất lượng của từng tiêu chí. Chiều ngày 5 tháng 4, Viettel Hưng Yên đã tổ chức đón nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự. Năm 2017, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Viettel Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối thi đua các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao cờ thi đua cho Viettel Hưng Yên, trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhân dịp này, Giám đốc, Phó Giám đốc Viettel Hưng Yên còn được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, 2 tập thể và 1 cá nhân được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen, nhiều tập thể cá nhân được Tập đoàn Viettel, Đảng ủy và Công đoàn tặng bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 4, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành chi nhánh Dược Kim Động. Đây là chi nhánh thứ 7 của công ty được xây dựng trên địa bàn tỉnh và chuyển sang hình thức kinh doanh dược phẩm theo hướng chuyên nghiệp hơn.
Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, quầy và kho chứa thuốc của chi nhánh đều đạt các tiêu chuẩn GDP, GBB, GSB là đặt lợi ích của người bệnh và sức khỏe của cộng đồng lên trên hết, cung cấp thuốc đảm bảo chất lượng kèm theo thông tin về thuốc, tư vấn thích hợp cho người sử dụng và theo dõi việc sử dụng thuốc của họ, kê đơn phù hợp kinh tế và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn hợp lý, có hiệu quả. Các quầy thuốc này sẽ phục vụ các cơ sở y tế công lập, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân và bán lẻ đến tay người tiêu dùng. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, do kinh doanh ngành nghề đặc biệt, công ty cần phải gắn kinh doanh với việc bảo vệ sức khỏe người bệnh, vận hành công ty cần bám sát vào các quy định của Bộ Y tế và các quy chế của địa phương, tích cực tiếp cận công nghệ để hoàn thiện hơn các quầy thuốc đạt chuẩn. Nhằm đáp ứng việc hiện đại hóa nền hành chính công hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, huyện Tiên Lữ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bộ phận một cửa điện tử tại các xã thị trấn. Hiện 15 trên 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã được đầu tư trang thiết bị xây dựng bộ phận một cửa khang trang hiện đại. Các thủ tục hành chính được niêm yết, thực hiện công khai, đơn giản hóa, đảm bảo tính pháp lý minh bạch và công bằng cho mọi đối tượng đến tìm hiểu và thực hiện các công việc liên quan về các thủ tục hành chính. Toàn huyện đã có 8 xã đã triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm một cửa điện tử. Huyện cũng đã cung cấp được 536 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện và cấp xã. Chỉ tính riêng từ tháng 1 năm 2018 đến nay, bộ phận một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của huyện đã tiếp nhận trên 3.750 hồ sơ và đã có tới 99% số hồ sơ giấy tờ được giải quyết sớm hoặc đúng thời gian quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Do điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với áp dụng đúng khoa học kỹ thuật trong việc chăm sóc nhãn, nên vụ nhãn này, tỷ lệ nhãn ra hoa đậu quả trên địa bàn thành phố Hưng Yên đạt tỷ lệ cao, đạt trên 80% diện tích. Thành phố Hưng Yên có tổng số trên 900 ha nhãn, tập trung nhiều tại xã Hồng Nam, Tân Hưng, Phương Triều. Do biết cách chăm sóc và áp dụng đúng khoa học kỹ thuật kết hợp với điều kiện thuận lợi của thời tiết, nên vụ nhãn này tỷ lệ nhãn ra hoa chiếm tới 95% diện tích và tỷ lệ nhãn đậu quả chiếm trên 80% diện tích. Hiện tại, ngành chuyên môn trên địa bàn thành phố đang tích cực khuyến cáo hướng dẫn các chủ hộ chủ động theo dõi vườn nhãn của gia đình để phát hiện sớm và có biện pháp phòng bệnh sương mai và bệnh thán thư gây hại, tránh hiện tượng rụng quả sau này. Mạnh dạn đầu tư nuôi bò sữa từ năm 2003, ban đầu chỉ với 3 con. Đến nay, ông Trương Đình Long ở thôn Lưu Trung, xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ đã có 12 con bò sữa cho thu nhập 30 triệu đồng một tháng. Ngay từ thời gian đầu, ông Long tìm tòi học hỏi kinh nghiệm và đã quyết định chọn giống bò Hà Lan. Giống bò này có thân hình chắc chắn, tầm vóc lớn và có khả năng sản xuất sữa rất cao, cao hơn rất nhiều so với các giống bò khác. Thức ăn chủ yếu của bò là cỏ xanh và cám. Tuy nhiên, để có chất lượng sữa tốt nhất, ông cho ăn thêm đỗ tương khoáng. Nhờ vậy, sản lượng sữa trung bình mỗi con đạt trên 20kg một ngày, có ngày hơn 30kg. Trong số 12 con thì 8 con đang cho sữa. Hiện nay, ông Long đang được Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk thu mua sữa với giá 13.000 đồng một kg, doanh thu đạt hơn 60 triệu đồng một tháng. Trừ chi phí, ông Long thu lãi 30 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, nước sạch hiện nay không thể thiếu cho các hộ dân khi mà nhu cầu thiết yếu đang ngày càng tăng. Mặc dù vậy, nhưng nhiều năm nay, người dân ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên không có nước sạch sinh hoạt, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người dân. Xã Quảng Châu hiện có hơn 2.700 hộ dân đang sinh sống. Trong đó, hầu hết các thôn, nước để sinh hoạt không được đảm bảo vệ sinh, làm ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của người dân. Xã có 6 thôn đều đang sử dụng nước giếng khoan, bị ảnh hưởng nặng nhất như thôn 1, thôn 3, thôn 4 và thôn 5. Trong thời gian sử dụng, nước thường có màu vàng đục và nhiễm phèn nặng, phải mất từ 1 đến 2 phút xả nước cạn ở đáy đi hết, người dân mới sử dụng được. Hiện tại giờ chúng tôi đang sử dụng toàn bộ bằng các cái nguồn nước giếng khoan. Thì thực ra nói là cái nguồn giếng khoan này chúng tôi cũng đều là tự phát chứ cũng không được kiểm nghiệm về cái độ an toàn về cái nước sạch. Cho nên là chúng tôi cũng mong muốn là các cấp các ngành trên quan tâm để cho nhân dân Quảng Châu chúng tôi được sử dụng được cái nguồn nước sạch để cho nó đảm bảo vệ sinh an toàn. Điều này không ảnh hưởng trực tiếp mà ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người dân.
nếu như nước không đảm bảo vệ sinh, có thể biến chứng, gây ra các bệnh và nguy hiểm hơn, có thể dẫn đến tử vong. Hiện nay thì trong xã chúng tôi 100% là sử dụng cái nước giếng, nên là rất bất cập đối với bà con nhân dân. Đề nghị các sở ban ngành, các cấp sớm quan tâm tạo điều kiện cho địa phương, đặc biệt là người dân được sử dụng nước sạch để nâng cao cái mức sống của người dân lên. Chủ trương xử lý đất dôi dư đã mở ra cho các địa phương có thêm nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng. Thế nhưng một số xã ở huyện Khoái Châu dường như không quan tâm đến nguồn lực này. Nhất là từ khoảng năm 2017 đến nay, có tới 11 xã không xử lý được mét vuông nào. Trong đó có cả những xã chưa về đích nông thôn mới, có xã chưa hoàn thiện các tiêu chí, còn nợ do thiếu kinh phí. Xã Ông Đình, một trong những địa phương có số thu từ đất dôi dư ít nhất của huyện Khoái Châu, sau 7 năm triển khai đến nay mới xử lý được 2 hộ với số tiền trên 24 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Thế Thành, cán bộ địa chính xã, đưa ra rất nhiều lý do được cho là những nguyên nhân khó khăn dẫn đến không xử lý được hoặc là xử lý được rất ít đất dôi dư. Trong đó, nguyên nhân từ phía người dân vẫn được coi là rào cản lớn nhất. Xã Ông Đình thì về cái diện tích dôi dư thì đa phần là lấn chiếm về các cái hành lang thủy lợi, thế nên là để xử lý được cái dôi dư đấy nó rất là khó. Cái vấn đề thứ hai nữa là nhân dân trong địa phương của xã thì thực tế ra là cái cuộc sống của bà con thì không khá giả. Địa phương cũng đã mời một số hộ về để xử lý, thế nhưng các hộ gia đình thì cũng cho ý kiến là gia đình không có điều kiện để thực hiện được. Tìm hiểu tại xã Bình Minh thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Đến nay, xã đã xác định được 110 hộ có đất dôi dư với khoảng 2.000 m2, thế nhưng mới xử lý được cho 4 hộ với số tiền thu được trên 100 triệu đồng. Về tâm lý của các hộ thì cũng rất là muốn là xử lý cái dôi dư và cấp giấy chứng nhận cho các hộ để được sử dụng ổn định. Chúng tôi thì cũng có in cái danh sách và gửi về cho cơ sở thôn xóm và nhờ các thôn xóm là phổ biến đến các hộ. Như ông A và B này có diện tích đất dôi dư như này, tới đây thì ủy ban xã là đưa ra để xét duyệt. Nhưng mà cái đặc thù đấy các hộ cũng đi làm ăn xa nên là các ông chủ thôn cũng mời về là cũng rất khó khăn. Hai nữa là nhiều hộ thì thật ra là cũng có nguyện vọng rất là cao nhưng mà có cái mắc một chút là nội bộ gia đình tự phân tách rồi các anh em ở xa cũng chưa thể về được. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện Khoái Châu mới xử lý được trên 13.000 m2 đất dôi dư với số tiền thu được trên 8 tỷ đồng. Con số này còn quá ít so với thực tế. Từ tháng 1 năm 2017 đến nay, có tới 11 xã không xử lý được mét vuông nào như Việt Hòa, Nhuế Dương, Dạ Trạch, Đông Tảo, Tứ Dân, Liên Khê, Đại Tập. Thực tế, việc tiến độ xử lý đất dôi dư chậm có một phần nguyên nhân là sự thiếu tích cực của các địa phương trong tuyên truyền vận động nhân dân. Một lý do nữa là sự thiếu đồng nhất giữa Văn phòng Đăng ký Đất đai với Phòng Tài nguyên huyện. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cấp đổi giấy chứng nhận đất ở cho người dân chậm theo. Thời gian qua, tấm biển hạn chế tải trọng không quá 13 tấn được đặt ngay đoạn tiếp giáp giữa đường quốc lộ 5 với đường trục chính vào xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp bám dọc theo đường khi vào vận chuyển hàng hóa đến và đi. Theo đại diện nhiều doanh nghiệp, tấm biển hạn chế tải trọng dưới 13 tấn là bất hợp lý và gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình vận tải, chuyên chở hàng hóa. Vì nhiều xe container, rơ móc của doanh nghiệp mỗi khi phải vận chuyển hàng hóa ra cảng Hải Phòng để xuất khẩu thì trọng lượng xe khi không có hàng cũng vượt quá 13 tấn. Do đó, các xe chở hàng đến và đi cho hơn 30 doanh nghiệp đang hoạt động bám dọc theo trục đường chính vào xã Ngọc Lâm thường xuyên bị các lực lượng chức năng xử phạt phương tiện vận chuyển vì tấm biển hạn chế tải trọng bất hợp lý trên. Hơn nữa, đây lại là con đường đi lại duy nhất của các doanh nghiệp để đi ra quốc lộ 5, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cắm cái biển 13 tấn này rất là bất cập cho công ty của tôi. Ví dụ như xe hàng của tôi đóng hàng, cái vỏ không đó là 18 tấn đến 15 tấn rồi. Mà bây giờ mỗi một xe vào bây giờ là đóng hàng ra đó là hơn 20 tấn nữa. Mà bây giờ có cái biển 13 tấn ở đây là rất là bất cập cho công ty tôi. Và tôi thay mặt các doanh nghiệp, tôi chỉ yêu cầu là kiểm tra lại cái biển này, đổi cái biển này hay như thế nào để cho doanh nghiệp tôi nó thuận tiện hàng ra hàng vào ạ.
Với mong muốn tất cả các trẻ đều được trải nghiệm và phát triển toàn diện, thời gian qua các cô giáo của trường mầm non xã Đoàn Đào đã nỗ lực xây dựng thành công môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trở thành điểm sáng trong thực hiện chuyên đề này ở huyện Phù Cử. Hai nội dung lớn trong thực hiện giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là xây dựng môi trường giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục. Trường mầm non Đoàn Đào được thiết kế xây dựng và hoàn thiện môi trường vật chất trong lớp và ngoài lớp với nhiều ý tưởng sáng tạo. Các lớp học đều được trang trí sinh động, có các góc chơi hấp dẫn với nhiều đồ dùng đồ chơi đảm bảo an toàn và phù hợp với từng độ tuổi như góc học tập, góc phân vai, góc nghệ thuật, góc xây dựng. Môi trường ngoài lớp học có các khu trò chơi tự chọn, khu vực phát triển vận động, chăm sóc cây xanh, vườn rau. Bên cạnh việc tăng cường đổi mới, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục giúp hình thành và phát triển kỹ năng cho trẻ, các cô giáo còn tích cực tự làm các loại đồ dùng đồ chơi mang tính giáo dục thẩm mỹ cao, đáp ứng nhu cầu hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học mà chơi. Đây cũng là trường điển hình được huyện Phù Cử chọn tham dự hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp tỉnh. Vừa qua, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã thực hiện thành công kỹ thuật nút mạch hóa chất điều trị u gan cho bệnh nhân thứ 12 trong gần một năm trở lại đây. Bệnh nhân Nguyễn Đức Hiền, 76 tuổi, ở Hùng An, Kim Động, bị ung thư gan giai đoạn tiến triển, có hai khối u ở gan phải kích thước 45 x 55mm. Ekip thực hiện kỹ thuật này toàn bộ là bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Dưới sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp của bác sĩ Đào Danh Vĩnh, khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai, những ca trước đây bác sĩ Vĩnh phải trực tiếp thực hiện kỹ thuật thì đến nay chỉ quan sát để các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tự làm. Như nhận định của bác sĩ Vĩnh, các bác sĩ của Hưng Yên đã có thể thao tác thuần thục và hoạt động này giúp cho các bệnh nhân bị ung thư gan có thể điều trị ngay tại tỉnh mà không phải lên tuyến trên, đỡ cho người bệnh rất nhiều tiền bạc, công sức và thời gian. Hiện tại thì bác sĩ ở đây phải làm được thì giống như đại ông ở đây. Yên tâm thì chắc cũng đâu cũng phải yên tâm, và bác sĩ khuyên như thế thì mình tin tưởng thôi, tin tưởng bác sĩ. Thuận lợi để đi lại mình gần nhà, trên kia thì xa là không có người. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên có đầy đủ trang thiết bị hiện đại như các bệnh viện tuyến trung ương. Thêm nữa, khi bệnh nhân điều trị tại tuyến tỉnh sẽ được bảo hiểm chi trả 100%, đỡ tốn kém, giảm gánh nặng cho gia đình bệnh nhân. Kỹ thuật nút mạch hóa chất này còn được áp dụng với những ca vỡ tạng nặng, các u xơ tử cung, u tuyến tiền liệt, hạn chế việc phải thực hiện phẫu thuật. Gần 30 năm cho trẻ ăn bán trú tại trường, nhưng chưa bao giờ để xảy ra bất cứ một trường hợp ngộ độc thực phẩm nào. Có được kết quả đó là do trường mầm non Xuân Dục, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào luôn coi trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường mầm non Xuân Dục hiện là nơi đăng ký học của trên 400 học sinh. Trong đó, số học sinh ăn bán trú tại trường trung bình từ 370 đến 390 suất ăn mỗi ngày, tức là chiếm trên 90% số học sinh tại trường. Để đảm bảo bữa ăn cho các cháu, nhà trường luôn lựa chọn thực phẩm an toàn, các loại thịt, đậu, trứng được nhà trường hợp đồng với những cơ sở sản xuất uy tín trên địa bàn. Rau xanh, hoa quả, trái cây cho các cháu được chính những phụ huynh có con em học tại trường cung cấp. Bên cạnh đó, các giáo viên trong nhà trường còn tận dụng những khoảng đất trống, bờ rào để trồng rau sạch hay nuôi lợn làm thức ăn bổ sung phục vụ các cháu. Thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh vốn là làng nghề tái chế nhựa. Ở đây có nhiều ao hồ bị ô nhiễm. Tuy vậy, nhân dân trong thôn đã bắt tay quyên góp để cải tạo ao làng, tạo môi trường xanh sạch đẹp. Trước kia, ao làng thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm ngập rác thải gây ô nhiễm môi trường. Năm 2017, thôn Minh Khai đã huy động nhân dân xã hội hóa gần 200 triệu đồng để cải tạo ao, trồng cây xanh xung quanh, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác và chất thải xuống ao. Bên cạnh đó, hội đồng niên, các lứa tuổi trong thôn ủng hộ, tài trợ, làm tượng 12 con giáp bằng đá đặt xung quanh ao. Trên mỗi con giáp khắc những vần thơ hay về những người mang tuổi con giáp đó. Đây là một điểm nhấn độc đáo cũng như tạo cảnh quan sạch đẹp cho khuôn viên ao làng. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 29 tháng 3, Công an huyện Kim Động đã bắt giữ đối tượng Lê Mạnh Tú, trú tại tả Thanh Oai, Hà Nội, về hành vi trộm cắp cáp viễn thông VNPT. Qua điều tra mở rộng, Công an huyện đã bắt giữ thêm hai đối tượng cùng hành vi gây án trên. Hai đối tượng là Lưu Quốc Việt, sinh năm 1987, trú tại Hoàng Xá, Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội. Lê Thế Minh, sinh năm 1973, trú tại Hồng Quang, Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên. Theo lời khai của Việt và Minh, ngoài hành vi trộm cắp viễn thông tại địa bàn xã Mai Động,
các đối tượng còn gây nhiều án khác, gần đây nhất là tháng 12 năm 2017, gây 3 vụ trộm cắp tại Hà Nội. Tháng 3 năm 2018, gây 1 vụ trộm cắp ở Khói Châu. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối với Việt và Minh để tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng trong tuần này, vào 16 giờ ngày 2 tháng 4, Tổ công tác Công an huyện Kim Động phối hợp với Công an thị trấn Lương Bằng bắt đối tượng Nguyễn Thanh Tân, sinh năm 1970, trú tại thôn Mát, xã Nhân La, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trọng lượng 0,41 gram. Cơ quan điều tra huyện đang tạm giam đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ.